đi về nha. Mà đâu mà không, mình nó cũng chạy con 150 nửa tiếng chi ghê vậy. 150 tiền kia nha. Trời ơi, tôi thấy ớn ớn vậy trời. Beautiful ha. How do you pronounce your name? Your name? Hmm? Lunch. Okay. Nice to meet you. New River. Dòng sông huyền thoại. Trời làm gì mà sao mẹ trời, lá hồ đi ra đâu thả dòng sông trời. Ghê quá. Aladdin Banana Island Restaurant. Wow, fancy ha. Mùa này người ta ế quá. Chị mà rẻ dữ vậy trời. Không có khách gì, có mình thôi đó, lấy 150 tiền phao của nước Ai Cập. Giá hồ lá hồ mình cho luôn 200 trời. 250 là đi tiếng, mình giờ mình đói quá, mình là nói là đi có nửa tiếng thôi. Rồi về tới nơi, sắp giờ tới nơi rồi, mừng quá. Nãy giờ rung, nãy giờ có rung mà là mặt bình tĩnh không? Mặt tĩnh như rượu. Only 200 Egypt pound. Oh my goodness, I can't believe it. Bye bye. Thank you. Don't have time to eat all the home. Wow, salad. Yes. It's pigeon. Bồ câu nha, pigeon. Something maybe so. 350, not bad huh? Yummy. Yeah. Pigeon, really pigeon. Wow, that's big. Oh, mình nghe người ta nói ăn món này sẽ món đặc sản của bên Egypt, cho nên mình ăn. This is soup.
good too. This is another soup, I guess. And this is soup. Yummy, so yummy. This restaurant very delicious. This is không có ạ, but it's yummy. Maybe I have a plan. So the pigeon, they put the rice inside. That's a lot. Okay, my penises. That's really, really yummy. This one, not this one. Johnny recommend this restaurant. Ai đến đây thì đến nhà hàng này ăn nha, ngon lắm nha. Rice cover pigeon. It's fine. Sticky. Sweet. But I don't like rice. Gạo, cơm dẻo luôn á. Bọc cái con bồ câu. Dẻo ngọt, nói chung là nó ngấm da ngọt. Bồ câu ăn cũng ngon. Mà mình không ăn, thích ăn cơm. Bỏ cơm thôi, sorry nha.